Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Cảm ơn Chúa vì sự tốt lành của Chúa đến trên chúng ta. Kiểm lại thì trong cái mùa dịch vừa qua thì tất cả con cái Chúa khắp nơi trên đất nước Việt Nam đều ở trong sự bình an. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Và tôi làm công tác xã hội thì đi công tác thường xuyên. Nhưng mà mùa dịch vừa rồi thì tôi phải nghỉ ở nhà đến một tháng. Mặc dù phải nghỉ hai tháng, nhưng mà những cái lớp ở ngoài phía Bắc họ không có ngưng được, cho nên tôi phải đi. Và dâng lời cảm ơn Chúa, đi trong sự nguy hiểm nhưng mà Chúa có bảo vệ và gìn giữ một cách đặc biệt. Trước chuyến bay của tôi là bị cách ly, sau chuyến bay của tôi đi cũng bị cách ly. Tôi Chúa cho tôi đi chuyến bay giữa và mọi sự bình an. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Và một lần nguy hiểm nữa là tôi với một sư Hùng dạy cái lớp ngoài Hà Nội, và hàng ngày cứ đến đối diện cái bệnh viện Bạch Mai để ăn cơm ở đó. Khi về cái nghe nói nơi đó là một ổ dịch, tôi nói ôi thật là tuyệt vời, Chúa gìn giữ bảo vệ. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng với Hội Thánh suy gẫm về lời của Chúa, là nếu Chúa đồng công với chúng ta thì Chúa sẽ bảo vệ chúng ta và sẽ làm những điều kỳ diệu lớn lao trên đời sống của chúng ta. Bây giờ xin mời chúng ta có Kinh Thánh thì mình sẽ lật ra trong Kinh Thánh, trong sách Hebrew đoạn 13 câu số 5 và câu số 6. Hebrew đoạn 13 câu số 5 và câu số 6. Là tôi xin được đọc lời của Chúa ở đây. Chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: ta sẽ chẳng lìa người đâu, chẳng bỏ người đâu. Như vậy chúng ta sẽ lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa giúp đỡ tôi không sợ chi hết, người đời làm chi tôi được. Amen. Và chúng ta biết rằng có nhiều lời tiên tri nó đem đến sự khích lệ lớn. Amen. Khi mình đang gặp một cái hoạn nạn, một cái khó khăn nào trong cuộc sống của mình, mà nếu mà có một lời tiên tri đến từ Kinh Thánh á, thì tôi tin chắc rằng mình sẽ được yên ủi. Và buổi sáng hôm nay tôi nói lời tiên tri đó là Chúa có phán rằng Ngài chẳng lìa, chẳng bỏ chúng ta. Tại sao tác giả Hebrew để nói điều này? Tại vì dù cho hoàn cảnh chúng ta có như thế nào và cuộc sống chúng ta có ra sao, nhưng Chúa hứa rằng Ngài không lìa, không bỏ chúng ta. Đây là lời hứa của Chúa và tôi tin chắc rằng sẽ chắc chắn. Amen. Như vậy thì tại sao Chúa phải hứa như vậy? Tại vì chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Ở đây đa số chúng ta là những người đã có gia đình và đã có con là phụ huynh của các em, đúng không? Đôi lúc con mình nó cũng hơi ngương ngạnh một chút, đôi lúc nó cũng không vâng lời mình, nhưng mình cũng tiếp tục dạy dỗ nó và không bao giờ bỏ nó, đúng không? Thì lời của Chúa là lời của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng chủ thể cả vũ trụ, mà buổi sáng hôm nay chúng ta được có lời của Ngài. Ngài không lìa, không bỏ chúng ta. Ngài yêu những kẻ thuộc về Ngài trong thế gian thì Ngài yêu cho đến cuối cùng. Amen. Như vậy thì chúng ta có tin lời của Chúa không? Cứ mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín của Chúa là lớn lắm. Tại vì Chúa hứa thì Ngài giữ lời. Amen. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất là 1:9 nói là Đức Chúa Trời là thành tín. Còn Thi-thiên 36 câu 5 thì hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài ở trên các tầng trời, sự thành tín Ngài đến tận các mây. Sự thành tín của Ngài bao la cao cả lâu dài, nơi nào chúng ta cũng thấy sự thành tín của Chúa. Ngài đã hứa thì Ngài sẽ làm. Chúng ta rất tin cậy Ngài. Hallelujah. Như vậy thì tác giả Thi Thiên mô tả sự thành tín của Chúa cao đến các tận mây. Sự thành tín của Ngài bao la cao ao cả lâu dài. Ôi rất là tuyệt vời. Như vậy thì Chúa hứa chúng ta rằng
Ngài sẽ ở cùng chúng ta khi chúng ta gặp nan đề. Và Ngài sẽ ở cùng chúng ta khi chúng ta gặp nguy hiểm. Và Ngài sẽ ở cùng chúng ta khi gia đình mình có một áp lực nào trong cuộc sống. Như vậy thì chúng ta có tin không? Tin, vì Ngài là thành tín. Và mỗi một người trong chúng ta là con cái của Ngài. Và trong Hebrew đoạn 13 câu số 8 thì nói là Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Như vậy thì chúng ta có một Đức Chúa Trời của quá khứ, một Đức Chúa Trời của hiện tại và một Đức Chúa Trời của tương lai. Trong quá khứ thì Chúa đã làm cho các tôi tớ của Ngài. Abraham khi được Chúa gọi và Chúa lời hứa của Chúa là ta sẽ cho dòng dõi của ngươi như sao trên trời, như cát dưới biển. Và Chúa cũng nói Abraham rằng này ta sẽ ở cùng ngươi, ngươi đi đâu ta sẽ theo gìn giữ đó. Và ta sẽ đem ngươi vào xứ về xứ này và ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa. Và hallelujah, Chúa đã thành tín và Chúa đã làm cho Abraham có một dòng dõi như sao trên trời, như cát dưới biển. Và đã đem ông đến một cái xứ đượm sữa và mật rất là tươi tốt. Amen, cảm ơn Chúa. Và đến thời dân sự của Chúa bị nô lệ trong xứ Ai Cập thì Chúa đã kêu gọi một dân, để một tướng lĩnh, có nghĩa là Môi-se, phải dẫn dân sự đi ra khỏi xứ Ai Cập. Mà Môi-se thì ăn nói lập cập, cũng sợ khi đối diện trước một pharaoh đầy gian ác. Nhưng dân lời cảm ơn Chúa, Chúa đã hứa và cũng hứa với Môi-se, ta sẽ ở cùng ngươi mọi nơi ngươi đi. Amen, cảm ơn Chúa. Và Chúa không có bỏ Môi-se. Và Môi-se đã đối diện trước một pharaoh đầy quyền lực và gian ác, và đã đem dân sự Chúa ra khỏi xứ Ai Cập đến một nơi để thờ phượng Chúa. Amen. Khi Môi-se qua đời thì Chúa dấy lên Giô-se. Giô-se là một người rất là trẻ. Tôi nghĩ rằng buổi sáng hôm nay những người có mặt ở đây, các em ở đây cũng rất là nhiều người còn trẻ tuổi, đúng không? Amen. Và Chúa đã kêu gọi những thanh niên, những thiếu niên có thể giữ phần hầu việc Đức Chúa Trời. Nhiều khi Chúa kêu gọi mình vào trong cái chức vụ nào đó, đôi lúc mình nói tôi còn trẻ quá, nhưng mà không sao. Chúa cũng hứa với Giô-se là ta sẽ ở cùng ngươi, là sẽ ban phước cho ngươi. Ngươi đừng sợ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cho nên rồi bắt đầu tới thời Tân Ước, chủ đề mà Chúa ở cùng là một chủ đề xuyên suốt. Và Chúa hứa với các môn đồ rằng ta sẽ ở cùng ngươi cho đến các ngươi cho đến tận thế. Amen, cảm ơn Chúa. Như vậy thì lời hứa của Chúa trong buổi sáng nay, Chúa hứa cho mỗi một người trong chúng ta, Ngài sẽ ở cùng chúng ta cho đến lúc Chúa đến. Amen, cảm ơn Chúa. Chúng ta được ở trong nước thiên đàng vĩnh cửu mà Chúa đã dành cho mọi đời sống của chúng ta. Amen. Như vậy thì chúng ta chắc chắn rằng Chúa sẽ ở cùng chúng ta, dù cho nan đề xảy ra như thế nào, hoàn cảnh có ra sao, nhưng Chúa cũng không bỏ chúng ta. Như vậy thì Chúa ở cùng. Tôi muốn chia sẻ có ba lợi lớn. Có nhiều lợi lắm, nhưng mà có ba lợi lớn mà trong bài giảng hôm nay, trong cái bản văn Kinh Thánh có nêu ra. Nếu Chúa ở cùng thì Chúa sẽ tiếp trợ tài chính cho chúng ta, mọi nhu cầu có cần cho chúng ta. Vì thế cái phần đầu Kinh Thánh có nói là chớ có tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ rồi. Cảm ơn Chúa. Như vậy thì trong đời sống chúng ta kinh nghiệm rằng Chúa ở cùng thì Chúa sẽ tiếp trợ mọi nhu cầu. Cho nên hãy tập tành trong một cái bối cảnh khi chúng ta đối diện, hãy thỏa lòng với những gì mà chúng ta đang có. Tại vì Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi chẳng thiếu thốn gì. Mà nếu như Chúa không chăn giữ trong cuộc đời của mình, mình không để Chúa chăn giữ trong cuộc đời của mình, thì chắc có lẽ là chúng ta có nhiều điều để thiếu lắm, đúng không? Còn mặc dù đã đủ rồi nhưng mà vẫn thiếu. Tại vì cái xác thịt của chúng ta đòi hỏi nhiều lắm. Nhưng mà do là cảm ơn Chúa, khi Chúa chăn giữ cuộc đời của chúng ta thì tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ chẳng thiếu thốn gì. Hãy thỏa lòng. Và trong Ti-mô-thê cũng có nói rõ sự tin kính
sự thỏa lòng là một lợi lớn. Tôi nghĩ rằng những người có mặt trong buổi sáng hôm nay, mọi người chúng ta muốn mình có lợi lớn không? Amen. Muốn chứ, amen. Và tôi cũng muốn mình cũng có một cái lợi lớn. Muốn có lợi lớn thì điều đầu tiên thì phải tin kính và thỏa lòng. Tại vì chúng ta qua đời cũng chẳng đem theo được gì, phải không? Đủ ăn, đủ mặc thì đã thỏa lòng. Và cảm ơn Chúa, nếu tôi đeo đuổi cái mục tiêu làm giàu thì tôi không có dấn thân vào công việc để hầu việc Đức Chúa Trời đâu. Nhưng hallelujah, Chúa đã kêu gọi tôi và dâng lên lời cảm ơn Chúa. Trước kia đó thì tôi mắc nợ trên 100 triệu. Tôi cầu nguyện với Chúa ơi, con chỉ cần trả được cái món nợ thì thôi, thì con bắt đầu phải ngưng ngay để dâng cả cuộc đời này để hầu việc Đức Chúa Trời. Và dâng lời cảm ơn Chúa. Chúa cho kéo dài tới 4 năm, 5 năm cũng vẫn còn nợ, nhưng mà dâng lên lời cảm ơn Chúa và cuối cùng Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của tôi và tôi trả tất cả những nợ nần mà Chúa tiếp trợ tài chính cho tôi. Và sau đó thì bắt đầu tôi muốn đổi ý, tôi tiếp tục kinh doanh nữa rồi. Nhưng dâng lời cảm ơn Chúa. Và Chúa cũng có đưa một cái hoàn cảnh đến và bán con trâu rồi đốt luôn cái cài luôn. Đó. Có nghĩa là đang buôn bán, đang làm ăn như vậy đó, thì cái người mà hợp đồng làm ăn với mình họ đến bắt đầu họ không muốn làm ăn với mình nữa. Và tôi thấy đây là ý của Chúa rồi, dâng lên lời cảm ơn Chúa và tôi đã dâng mình hầu Chúa và thỏa lòng với những điều mình đang có. Hallelujah. Và cái điều thứ hai, lợi thứ hai, khi Chúa ở cùng thì Chúa không để chúng ta cô đơn. Hallelujah. Đức Thánh Linh của Ngài sẽ đến sự vận hành, sẽ làm những điều mới lạ trên đời sống của chúng ta. Tôi biết rằng cho những người mà vào trong cái diện dưỡng lão đó, mặc dù có nhiều người cũng đồng cảnh với mình nhưng mà cũng buồn à, đúng không? À, tại vì xa cháu, xa con vân vân. Rồi những người mà chồng hay vợ thì qua đời đột ngột á, cũng buồn cô đơn lắm à, đúng không? Rồi nhiều khi trong cuộc đời của mình nó bị người khác đối xử tệ, mình cũng cảm thấy buồn lắm à, đúng không? Hoặc là trong hôn nhân vợ chồng có cái gì đó trục trặc thì thấy cũng đôi lúc cũng cô đơn lắm. Rồi con cái nhiều khi cha mẹ thiếu quan tâm cũng cảm thấy buồn cô đơn. Nhưng nếu chúng ta cầu nguyện và xin Chúa làm mới lại cái đức tin của mình và tin chắc rằng Chúa hiện diện, Chúa ở cùng trên đời sống của mình và cầu nguyện với Chúa, thì Chúa là đấng sẽ yên ủi chúng ta. Ngài không để cho chúng ta một côi đâu. Và Ngài sẽ đến, Ngài sẽ làm những điều kỳ diệu lớn lao trên đời sống của chúng ta. Chúng ta nhìn xem cuộc đời của David. David là một người theo lòng của Đức Chúa Trời, được Chúa yêu. Và ông là một người cũng kính sợ Chúa. Nhưng mà cái điều đau khổ nhất trong cuộc đời của ông á, là con của mình nó phải chiếm đoạt cái ngôi vua của mình. Và ông phải chạy trốn từ nơi này đến nơi khác. Lúc đó rất là cô đơn, đúng không? Còn nhiều khi còn bị người ta sỉ nhục nữa. Nhưng mà dâng lời cảm ơn Chúa và ông luôn làm những cái bài thơ, những cái tiệc tác ngợi khen Đức Chúa Trời. Và ông luôn ca ngợi Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh, trong mọi lúc, trong mọi nơi. Điều này chỉ có Đức Thánh Linh của Chúa mới có thể giúp chúng ta làm được điều này. Và nếu Chúa ở cùng trên đời sống của chúng ta thì tôi tin chắc rằng trong mọi hoàn cảnh, trong mọi lo phiền, trong mọi cô đơn, thì khi chúng ta cầu nguyện thì Chúa sẽ hiện diện, Chúa sẽ làm cho chúng ta được tươi mới hơn. Và cái điều thứ ba là khi Chúa ở cùng thì tôi tin chắc rằng Chúa sẽ bảo vệ chúng ta. Tại vì mỗi một con cái Chúa thì có thiên sứ theo để bảo vệ mỗi một người trong chúng ta, dù cho chúng ta đi trong nguy hiểm. Và Chúa cũng muốn mình phải mạo hiểm trong đức tin. Khi Chúa Giê-xu làm phép lạ quá bánh cho hơn 5.000 người ăn thì bắt đầu Chúa hối các môn đồ phải vượt biển đi qua bờ bên kia. Và Chúa Giê-xu thì lúc đó đang làm gì? Ở trên núi để cầu nguyện. Tại sao Chúa không đi với các môn đồ? Tại vì Chúa muốn các môn đồ phải kinh nghiệm đức tin, phải có sự kinh nghiệm. Nếu các môn đồ tiếp tục ở bên bờ biển bên kia thì cũng có thể là an toàn đó. Nhưng mà xuống thuyền vượt biển sóng gió là rất là nguy hiểm. Mà Chúa Giê-xu không có đồng công. Nhưng khi họ đi bị bão ở trên biển thì họ thấy Chúa Giê-xu xuất hiện và đi bộ trên mặt nước.
và họ tưởng Chúa Giêsu là ma. Ma mới làm được việc đó. Chúng ta thấy đây một điều rất là tồi tệ, đúng không? Nhưng dân lời cảm ơn Chúa, qua cái điều đó họ mới kinh nghiệm Chúa hơn. Đây là Chúa chứ không phải là ma. Và Chúa đã xác định ta đây đừng sợ. Và dâng lời cảm ơn Chúa. Khi Phi-e-rơ thấy điều đó thì đức tin ông mạnh mẽ và ông muốn là Chúa ơi cho con đi bộ trên mặt biển với. Và chúng ta thấy rằng Phi-e-rơ đã dạn dĩ bước ra khỏi thuyền và đi bộ trên mặt biển. Và khi ông đi bộ trên mặt biển như vậy đó thì ông nhìn hoàn cảnh. Bây giờ ông nhìn Chúa thì ông đi bộ được trên mặt biển, và ông nhìn hoàn cảnh thì ông bị sụp xuống nước. Và ông đã kêu Chúa ơi cứu con, cứu con. Và Chúa Giêsu đã đưa tay và đỡ Phi-e-rơ lên, kéo Phi-e-rơ lên thuyền. Trong đời sống của chúng ta đôi lúc mình cũng có thể đi gió ngược, nhưng chúng ta tin chắc rằng Chúa bảo vệ chúng ta. Đôi lúc đức tin của mình cũng có đôi lúc cũng yếu nữa, đúng không? Đôi lúc cũng hơi lầm bầm một chút, đôi lúc cũng hơi phiền một chút, nhưng không sao. Nếu giờ ngày nào, giờ nào mà chúng ta kêu Chúa ơi cứu con thì Chúa cũng đưa tay để kéo chúng ta lên. Tại vì sao? Tại vì Chúa ở cùng chúng ta. Đó, trong sự nguy hiểm Chúa luôn bảo vệ chúng ta. Khi tôi tin Chúa rồi thì tôi gặp hai sự nguy hiểm. Ông thầy tôi thì ông chơi về bà bùa lỗ ban đó. Và ông đã truyền hết cho tôi. Và ông phong cho tôi một cái khăn sắt với một khăn ấn để xác lệnh để làm thầy, ấn là để phòng thân. Và tôi thờ trong nhà tôi rất là nhiều. Và khi tôi tin Chúa, không biết làm sao mà mình không muốn người mà mình không muốn gặp mà lại gặp. Tôi đang đi trên đường như vậy thì gặp ông chặn đường tôi lại. Ông chỉ vào mặt tôi mà vô lễ lắm, nói là mày sẽ chết với tao, tao sẽ thương mày chết. Tại vì mày dám khoảng thầy, mày dám đốt khăn ấn khăn sách. Mà tôi đốt tôi không có báo ông mà ông lại biết. Thì nhưng mà bữa đó tôi cũng được yên ủi một điều là tôi đi với ông mục sư. Mục sư đi với tôi. Cho nên mục sư cũng khều tôi đừng có sợ, đừng có sợ. Cảm ơn Chúa. Và tôi trả lời với ông thầy tôi có một câu thôi. Tôi nói là bây giờ tôi đã tin ông trời rồi, tin Chúa rồi, tôi không có theo thầy nào nữa hết á. Và nếu mà anh thơ thư tôi đó ha, tôi không có thách anh, nhưng mà tôi tin chắc rằng Chúa sẽ bảo vệ tôi. Mà tôi biết ông thầy tôi nói là ông làm nha. Và về cũng cái ngày đó cái gặp bạn tôi nữa, cũng là từ trong cái lò mà lỗ ban ra nữa, bạn thân mà. Cái nó lại nó xỉ tôi, nó nói là anh là khoảng thầy, bây giờ tôi sẽ chiều nay tôi sẽ thư anh. Và tôi biết là ông ngoại của ông bạn tôi đó là cũng được thuộc về thiện thượng thừa đó. Có nghĩa là ai mà đến nhà ông mà đi cái dấu chân, ông bứng cái dấu chân thôi thì ông đem về là về phải đau bụng hay là bệnh hoạn phải đến phải lại ông á. Thì tôi biết rằng bạn tôi nó cũng có thể nói là nó có thể làm. Và tôi cũng nói một câu, tôi nói tôi tin chắc rằng Chúa sẽ gìn giữ và bảo vệ tôi. Và dâng lời cảm ơn Chúa. Một tháng sau, hai tháng sau, một năm sau, không có bùa nhảy gì vô mình được hết. Và dâng lên lời cảm ơn Chúa. Chúa bảo vệ, Chúa gìn giữ. Hallelujah. Và Chúa của chúng ta lớn hơn các thần trong thế gian. Và tôi từ trong lò được luyện để trở thành môn đệ của ma quỷ, khi tôi bước ra thì tôi thấy đúng là tối tăm. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Vì thế mà là động cơ thúc đẩy tôi mạnh mẽ đức tin để tiếp tục phục sự Chúa. Hallelujah. Và có ông mục sư người Kha-xin, khi ông đi truyền giáo, mà thời bấy giờ ông truyền giáo mà đi trên cái bằng con lừa, cái phương tiện là con lừa chứ không có xe Honda, xe hơi mình như mình bây giờ nha. Ông đi từ làng này đến làng kia để truyền giáo. Và một ngày nọ thì ông đi mấy ngày trường rồi, bắt đầu ông mệt. Ông lên con lừa cái ông thiếp, ông ngủ quên luôn. 2-3 tiếng sau ông giật mình thức dậy. Tại vì con lừa nó đi trên con đường lông trong á, ông giật mình thức dậy, ông tính nổi giận với con lừa. Nói tại sao cái đường mòn hằng ngày đi mà sao nó không đi theo con đường mòn mà nó lại đi con đường khác. Ông tính nổi giận như con lừa thì ông nhìn phía trước mình là cái hội thánh mình tính đến là đã đến rồi. Mà quý vị biết ông bước vào trong hội thánh đó điều gì xảy ra không? Trong hội thánh đó các nhân sự cùng hiệp lòng để cầu nguyện cho ông. Và báo cho ông biết một cái tin
Có nghĩa là ông trưởng làng, ông chuẩn bị một số người, nào là dao, nào là búa, để khục kích trên đường, để giết chết ông mục sư đó. Thì bắt đầu ông mới biết, hallelujah, Chúa làm cho mình ngủ trên cái lưng lừa, mình ngủ quên. Và Chúa đã dẫn con lừa đi một con đường khác để mình được bình an. Thì lúc đó ông mới kinh nghiệm, đúng là Chúa ở cùng trong cái cuộc truyền giáo của mình. Chúa bảo vệ, Chúa gìn giữ mọi sự. Và dâng lên lời cảm ơn Chúa, và ông đã được an toàn, và ông kinh nghiệm được sự bảo vệ của Chúa. Kính thưa toàn thể quý tôi tớ con cái của Chúa, tôi tin chắc rằng khi chúng ta tin nơi lời của Đức Chúa Trời, lời của Ngài là thành tín. Phần Kinh Thánh ở đây có nói rõ, vì chính Đức Chúa Trời phán rằng, nghe, chứ không phải là chính ông mục sư phán nha, nhớ nha. Rồi bắt đầu tiếp đó là ta chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Ngươi là ai? Là các con của Ngài, là những người có mặt ở đây và những con cái Chúa trên toàn thế giới. Nhưng mà khi Chúa ở cùng, chúng ta tin vào sự thành tín của Chúa, Chúa ở cùng, thì chắc chắn Chúa sẽ tiếp trợ cho chúng ta, đừng có chạy theo, đeo đuổi theo tiền bạc. Tại vì tham tiền là cội rễ của điều ác. Quý vị phải nắm rõ nha, tiền không phải là cội rễ của điều ác, nhưng mà tham tiền mới là cội rễ của điều ác. Nếu tôi có tiền, tôi làm chủ của đồng tiền, tôi gửi vào truyền giáo, tôi đi công tác. Có thể nếu mà tôi có nhiều tiền, tôi có thể gửi 1 tỷ vào cho đội truyền giáo luôn cũng được nữa, đúng không? Đó, nhưng mà mình phải làm chủ nó. Còn nếu mà để đồng tiền làm chủ mình thì coi chừng có ngày nó kêu mình phải làm cái điều phi pháp, đúng không? Bán heroin rồi nào là làm cái này cái kia, đã có nhiều tiền. Nhưng dân lời cảm ơn Chúa, trong Ti-mô-thê cũng có nói rõ là sự tin kính, sự thỏa lòng là một cái lợi lớn. Vì không có ai mà qua đời mình ra đời mình cũng không có gì, mà khi mình qua đời thì không có mang theo được cái gì, nhưng đủ ăn đủ mặc là thỏa lòng. Nhưng mà nếu mình thỏa lòng thì Chúa còn ban thêm nữa nha, chứ không phải là chỉ dừng lại tại đó. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Và cái điều thứ hai đó là khi Chúa ở cùng là Chúa không để cho chúng ta cô đơn. Chúa không để cho chúng ta mồ côi. Chúa sẽ bảo vệ, Chúa sẽ gìn giữ, Chúa sẽ yên ủi trong lúc mình buồn. Nhiều khi trong con người của mình, đôi lúc mình cảm thấy, đôi lúc chính tôi cũng thấy, ôi chức vụ của tôi sao cô đơn quá. Quý vị biết cái chuyến mà tôi đi phía Bắc á, là mấy anh em bỏ cuộc hết, có một mình tôi thôi. Nhưng mà lớp bài đó tôi hồi họ, nói mục sư ơi, bây giờ tụi em chuẩn bị hết rồi, mục sư đừng hồi, mục sư đi đó mục sư. Tôi, quý vị biết tôi lên máy bay có một mình, tôi đi lên xe buýt tôi ngồi có một mình, và tôi đến nơi địa điểm đó tôi ở có một mình, tôi suy gẫm rất là nhiều. Thường thường là đi tới mà 1-2 anh em đi cùng với mình, nhưng mà bây giờ mình lại đi một mình. Cái tình cờ tôi cầu nguyện cái mục sư xong ông gọi cho tôi, mục sư Tham ơi đang ở đâu? Tôi nói tôi đang ở Sơn La. Mà mục sư ơi nguy hiểm lắm mục sư ơi, dịch bệnh tôi không dám vô Hà Nội, tôi phải từ cái sân bay mà tôi đi thẳng lên Sơn La luôn. Ông là bây giờ ông, tôi cầu nguyện liền cho ông và dâng lời cảm ơn Chúa. Và lúc đó tôi tới Chúa cầu nguyện cho tôi thấy cái bầu không khí thuộc linh nó bao phủ và cảm thấy mình không có cô đơn nữa. Mình thấy mình chiến đấu mà lại có Chúa đồng công, có anh em đang trong mắt theo dõi với mình. Đồ được yên ủi vô cùng. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Và Chúa ở cùng thì tôi tin chắc rằng Chúa sẽ bảo vệ chúng ta. Mặc dù đôi lúc mình cũng gặp nguy hiểm đó, mà Chúa luôn luôn lúc nào cũng cho mình cũng phải gặp nguy hiểm một chút, đúng không? Tại vì Chúa cũng nói với các môn đồ rằng các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng vì ta đã thắng thế gian rồi. Còn nếu cuộc đời đi theo Chúa của chúng ta mà mình không có gặp nguy hiểm gì hết, không có đối diện những khó khăn gì hết, thì không có gì để kinh nghiệm hết á. Nhưng mà dâng lời cảm ơn Chúa, trong nguy hiểm đó chúng ta mới hiểu Chúa nhiều hơn, đúng không? Như các môn đồ thấy Chúa tưởng là ma, cái phép lạ đó họ nghĩ ma mới làm được, phải không? Nhưng mà bây giờ Chúa đã có ta đây thì bắt đầu họ mới sáng mắt ra, ôi Chúa là quyền phép rồi, đúng không? Họ học được một bài học, đó là Đức Chúa Trời là quyền phép, Ngài toàn năng, Ngài làm được mọi sự, đúng không? Rồi bắt đầu thêm kinh nghiệm nữa, bắt đầu họ mạo hiểm, khuya rơ mạo hiểm bước xuống nước và đi bộ trên mặt biển. Và cảm ơn Chúa, và cuối cùng là mặc dù bị chìm, nhưng mà lúc đó khuya rơ cũng Chúa ơi. Mà trong cuộc đời của mình đôi lúc mình cũng bị chìm xuống nước đó nghe.
đôi lúc là đức tin mình nó hình như là nó chìm rồi, đúng không? Đó, nhưng mà khi lúc nào mình kêu Chúa ơi, con Chúa, cứu con Chúa, thì Chúa cũng nắm tay để kéo chúng ta lên. Amen. Cảm ơn Chúa. Vì thế mà lời của Chúa trong buổi sáng hôm nay nhắc nhở chính mình tôi và hết thảy con dân của Chúa, một điều duy nhất chúng ta phải khẳng định rằng Chúa không bỏ chúng ta trong mọi hoàn cảnh, trong mọi lúc, trong mọi nơi. Khi nào chúng ta nói Chúa ơi, con bỏ Chúa, Chúa cũng buồn lắm mà, nhưng mà Chúa cũng dỗ mắt trông theo chúng ta đó. Có những người mà đem Kinh Thánh đến để trả, một sư ơi tôi trả Kinh Thánh, tôi nghĩ rằng mình cũng đau đớn lắm mà, đúng không? Nhưng mà Chúa lại buồn hơn nữa, nhưng mà Chúa cũng không có bỏ người đó, thời gian của Chúa cũng phục hồi người đó lại, thấy không? Chúa yêu thương, cho nên hãy làm mới lại đức tin của chúng ta và tin chắc rằng Chúa luôn đồng công với mình mọi lúc, mọi nơi. Và khi Chúa đồng công thì chúng ta sẽ nhận được sự tiếp trợ của Chúa. Khi Chúa đồng công thì Chúa không để cho chúng ta cô đơn. Khi Chúa đồng công thì Chúa sẽ bảo vệ chúng ta, Ngài không để cho chúng ta phải gặp những nguy hiểm quá lớn, đúng không? Mặc dù nguy hiểm nhưng Chúa luôn bảo vệ và gìn giữ chúng ta. Amen. Ngợi khen Chúa.